Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh Storm Vintech Watch của mình. Những anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình, anh em hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút dung chuông để có thể nhận được những clip mới nhất từ sản phẩm bên mình. À, phim ngày hôm nay thì mình xin phép để giới thiệu với anh em một cọc song sát uh, 36.000 uh, của đến từ nhà Senko. Uh, đó là gồm... Uh, một chiếc Senko KS 45 2 bit 36.000 và một chiếc Senko GS cũng là 2 bit 36.000. cả hai chiếc này đều ở trong cái tình trạng đó là cực kỳ đẹp luôn. zin nguyên bản. rất là mới. thành vách của nó còn cực kỳ sắc luôn. cả hai chiếc này đều đi kèm những chiếc khóa Senko khóa KS zin và khóa GS zin. À, thì trước tiên thì mình sẽ lên à, với anh em à, Đó là à, chiếc Senko KS45 à, ZIN nguyên bản cả khóa KS ZIN luôn à, Trên đây mình thì như anh em đã thấy là đây là một chiếc Senko KS45 à, 2 bit 36.000 à, Đây là một chiếc à, 45 không lịch Chiếc à, này thì nó ở trong cái tình trạng là cái mặt đều của nó là đẹp à, xuất sắc luôn À, anh em có thể thấy là cái mặt đều của nó là mặt đồng uh, trắng sữa chảy tia mịn rất là đẹp bộ kim và các cọc số là màu trắng nổi khối à, trên kim uh, giờ kim phút và trên các cọc số là sơn đen à, ở phía trên cọc 12 giờ à, đó là cọc uh, đôi phía dưới là logo senko nổi à, bên dưới góc 6 giờ là logo ks nổi và dòng chữ 2 bit phía dưới là hoa thị của danisa à bên dưới cọc 6 giờ anh em có thể thấy đó là dòng chữ Japan à, 45 à giá bảy um, 7.000 Td. chiếc à, này thì zin nguyên bản luôn, à, kính khoáng zin, rất là đẹp, chưa hề có một vết xước gì luôn. À, núm KS zin. À, thành vách của nó thì rất là sắc luôn. À, xung quanh vỏ của nó còn à, rất là nhiều những vết sức răm mình à, để nguyên à, để anh em à, chơi sưu tầm cho nó thêm à, Uh, giá trị cái đồng hồ uh, những chiếc uh, 45 này thì uh, KS45 này thì nó có cái size mặt là 36mm uh, dòng uh, sân khô uh, KS45 này thì uh, anh em chơi nhiều chơi sâu thì hầu uh, hết là rất là ưa chuộng nhất là những anh em uh, chơi sân người nước ngoài thì, uh, dáng uh, 7.000 của những chiếc uh, KS45 này thì anh em uh, được, uh, cực kỳ yêu thích À, phía sau thì anh em có thể thấy là cái uh, medal của nó còn uh, nguyên lớp cát luôn uh, Vẫn còn dính uh, một chút những cái váng gôm uh, xanh ở phía sau mặt uh, uh, medal Chữ Senko, uh, logo KS và hoa thị của Dainisa còn rất là sắc uh, Anh em uh, có thể thấy là À, dòng số 45 này số 45 này có nghĩa là đầu 45 của những chiếc Senko KS hoặc là những chiếc GS thì mặc định đầu 45 của nó đều là dòng máy cơ lên có tay máy 2 bit 36.000 à, dáng 7.000 à, phía dưới là chiếc này được sản xuất vào tháng 3 năm 1969 à, là chiếc thứ 495 mà sau của nó còn rất là đẹp luôn Chiếc này thì không có điểm gì để anh em có thể phải chê cả Rất là đẹp Riêng à, nguyên công lê của nó luôn <laughs> Máy của chiếc này thì nó là máy cơ lên dây à, Vừa rồi thì mình cũng có về được uh, 4 chiếc Sunco KS 45 Tất cả đều là chiếc 45 thì trong đó là có ba chiếc một lịch 4502 và một chiếc một lịch không lịch như thế này. Để phiên ngày hôm nay thì mình sẽ lên giới thiệu với anh em là một chiếc KS45 không lịch và một chiếc GS45 không lịch. À, tiếp theo là một chiếc Senko GS45. năm à, chiếc này cũng ở trong tình trạng là cực kỳ đẹp luôn. À, mặt đeo của nó cũng là mặt đeo trắng sữa, trẻ tia mịn rất là đẹp. À, kim và các cọc số à, màu trắng, trắng sáng, đối khối rất là đẹp luôn. À, trên kim cọc của nó đều là sơn đen. À cọc 12 giờ là cọc đôi, phía dưới là logo Senko. À dưới cọc 6 giờ là logo GS 2 bit 36.000. À phía dưới của nó là Japan à 4520, à, dáng 8.000. À chiếc này cơ bản nó cũng là một chiếc lên dây cả. Thì à, như anh em đã biết là những chiếc GS dáng 8.000 như thế này thì à, những năm trở lại đây 3 năm trở lại đây thì nó rất là được anh em ưa chuộng cả về anh em trong nước và anh em cũng chơi chơi Senko quốc tế cực kỳ là ưa chuộng giá của những chiếc GS dáng 8.000 này nó cũng tăng thần tốc rất là nhiều so với 3 năm về trước hơn 2 năm về trước thì giá của nó cũng tăng lên khoảng tầm trên 20 triệu rồi ạ giá của nó rất là cao bây giờ để tìm được những chiếc Senko KS và những chiếc GS nó trong cái tình trạng xuất sắc như thế này thì nó cũng rất là hiếm khá là khó và giá đấu ở bên nhật thì nó cũng cực kỳ là cao luôn trước à, này thì kính của nó là kính meka à, kính zin à, núm gs núm zin răng núm còn cực kỳ là đẹp luôn à, những chiếc như thế này thì anh em mới nhìn ở những cái đầu chân càng của nó còn cực kỳ là sắc luôn à, những chiếc mà nó còn à, đầu càng của nó còn sắc như thế này thì là nó ở trong tình trạng là zin à, nguyên bản chưa hề qua spa đánh bóng gì hết điện sớ còn cực kỳ là sắc luôn cái mặt đeo của nó thì không có điểm gì để chê cả cả hai chiếc cả ks 45 và chiếc gs này đều trong cái tình trạng là cực kỳ xuất sắc luôn à, mà sau của nó thì anh em có thể thấy là cái me đồ của nó là me đồ nó cái chữ sanko và logo gs của nó là cũng có một chút là dấu vết thời gian rồi à, cái vết này là do là anh em nào đeo nhiều mà mồ hôi muối là nó hay bị mòn như thế này À, phía trên là 4520 và giá 8.000. À chiếc này được à, sản xuất vào tháng 3 à năm 1970. Là chiếc thứ 3 10. Rất là đẹp. À, chiếc này thì nó cũng có cái size mặt là 36 mm. À, có đi kèm theo cả một chiếc khóa gs zin dọc dưa trong tình trạng rất là đẹp luôn đường sớ khóa còn nguyên si à, cái dáng 8.000 này và cái dáng 7.000 này của chiếc KS và chiếc GS này thì à, à để không chỉ những anh em trong nước mà anh em quốc tế người ta chơi sưu tầm rất là nhiều. À, dòng riêng à, về dòng KS45 này thì cái bộ máy của nó và bộ máy ở trên những chiếc GS45 này thì nó là tương đương nhau à, độ chính xác của nó cũng rất là cao luôn à, dòng KS và dòng GS nó có thể nói là hai cái dòng à, đối trọng lẫn nhau à, những tinh túy nhất của nó thì vẫn ở trên những chiếc GS này còn chiếc KS này thì à, nó vẫn là bên dưới à, những chiếc à, GS một à, bậc Tuy nhiên là để những nhiều anh em là để tiết kiệm chi phí cũng như là chưa đủ kinh phí để có thể lên được chơi những chiếc GS như thế này thì phần lớn là anh em thường chọn chơi những chiếc Senko GS45. dòng máy có tay như thế này, máy 2 bit 36.000 thì về cái máy móc của nó và độ chính xác thì nó cũng cực kỳ là chính xác luôn. Nó không thua gì trên những chiếc GS45 cả. Vì cơ bản nó là cũng như là những chiếc máy lên dây Rất là đơn giản Cho nên là cái độ ổn định và độ chính xác của nó cũng cực kỳ là cao luôn à, Những chiếc 45 dáng 7.000 như thế này Thì anh em thường chuộng hơn là trên những chiếc KS56 Cholometer. thì Những chiếc KS này thì vẫn là được săn đón nhiều nhất Cực kỳ là đẹp luôn cả hai chiếc này đều có cái sai mặt là 36 mươi sáu mặt 36 mươi uh, sáu uh, cả hai chiếc đều trong tình trạng là uh, zin đẹp uh, nguyên bản uh, có đi kèm cả khóa uh, chiếc uh, sân cô gs này thì mình uh, xin phép được uh, giao lưu anh em với giá là 52 triệu là gồm cả mặt đồng hồ và cả khóa sân cô uh, khóa gs dọc dưa zin như thế này À, còn chiếc KS45 à, đi kèm với một chiếc khóa KS dọc dưa này thì mình sẽ phép được giao lưu anh em với giá là à, 21 triệu. Trong tình trạng cực kỳ là đẹp, à, rất ít đeo, ít lên tay, vẫn còn nguyên lớp vắng xanh này. À, chiếc KS này thì mình giao lưu với anh em với giá là 21 triệu. Còn chiếc GS này à, mình giao lưu anh em với giá là 52 triệu. Thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ với mình theo số điện thoại. 0912300067 đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em hãy kết bạn với mình để có thể xem được những sản phẩm mới cũng như là những hình ảnh chi tiết nếu như anh em có nhu cầu. À, thì uh, sẽ có rất nhiều anh em là uh, sẽ nói rằng uh, giá của uh, uh, những chiếc GS và KS này thì uh, nó sẽ là hơi cao so với rất nhiều anh em bán. Nhưng mình dám khẳng định với anh em uh, một điều rằng À, hàng bên mình là mình bán là thường à, cao hơn à, một số anh em bán khá là nhiều. nhưng mà trước khi anh em à, bình luận thì anh em hãy nhìn nhận vào những cái sản phẩm à, mình đã giới thiệu với anh em à, về cái chất lượng à, cũng như là cái độ đẹp, độ hoàn thiện và cái độ zin, à, à, độ à, nét của những chiếc đồng hồ mà mình đã giới thiệu đến với anh em. Thì, uh, kể cả những chiếc uh, mà đắt tiền hơn cũng có, mà những chiếc mà giá rẻ hơn như thế này cũng có. thì đa phần uh, nếu anh em có dám uh, bỏ một nửa tiền ra để anh em mua những chiếc uh, KS hoặc những chiếc GS mà uh, nó chỉ rơi vào tầm uh, 20 cho đến 25 triệu, mà thậm chí là nó xấu hơn, uh, những giá tiền như thế thì chắc chắn là nó phải xấu hơn là những chiếc như thế này rồi. Đó, thì anh em chơi sưu tầm sâu thì anh em sẽ nhìn về đồ thì anh em sẽ định giá được những chiếc sản phẩm mà mình đã giới thiệu về đến với anh em. vâng phiên ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc tại đây. xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.